Clip trước mình đã đánh giá thiết kế và phần mềm mặt camera của S5, hôm nay mình sẽ đánh giá nốt những phần còn lại của em nó. Màn hình trên S5 vẫn sử dụng công nghệ Super AMOLED, đương nhiên là vậy, niềm tự hào của Samsung là tự sản xuất được loại màn hình này mà. AMOLED thì có một vài đặc điểm như tông màu đẩy mạnh, màu sắc rực rỡ nịnh mắt nhưng hơi có chút giả tạo, dễ ám vàng và độ sáng không cao, thế nhưng đó chỉ là trước đây mà thôi. Với S5, chúng ta có một màn hình rất đẹp, độ sáng cao, chi tiết rất tốt. Thế nhưng vẫn có chút gì đó hơi giả tạo. Mình có một chiếc Z2 ở đây, các bạn có thể thấy ngay là màn S5 cho độ sáng cao hơn Z2. So sánh ở những bức hình, thấy có một điều, màu trắng của S5 thể hiện khá tốt, nhìn rất nhẹ nhàng. Mình thấy màu trắng trên Z2 thể hiện đã rất tuyệt vời rồi, Z5 còn xuất sắc hơn đôi chút. Và đặc biệt là không ám vàng như màn hình của chiếc S4 mình đang có ở đây. Chuyện ám vàng hay ám xanh thì nó còn tùy thuộc vào những thị trường mà chiếc máy được phân phối. Máy Hàn Quốc thì hầu hết mình đều thấy ám vàng. Như chiếc G3 Hàn Quốc ám vàng này, chiếc S4 E300L này cũng bị ám. Thế nên nếu các bạn không thích chuyện màn hình bị ám vàng thì nên chọn bản quốc tế như chiếc S5 mình đang cầm ở đây. Sử dụng một tay để cầm máy xem phim thì S5 hẳn là lựa chọn cực kỳ hợp lý. Hiệu năng là thứ tiếp theo mình muốn nói đến. Bản mình đang cầm ở đây là G900F cho thị trường châu Âu. Nó sử dụng chip Snapdragon 801 8974AC có xung là 2.5GHz, gần như là mạnh nhất bây giờ. Có RAM 2GB và nhân GPU Adreno 350. Mọi tác vụ đều không hề có độ trễ nào cả, rất nhanh và tuyệt vời. Tuy nhiên, Samsung có rất nhiều hơn 4 tiếng on screen cho các bạn, vậy là thoải mái sử dụng trong ngày. Đặc biệt ở S5, Samsung đã đi đầu trong chức năng Ultra Power Saving. S5 có một chức năng có tên là như vậy, siêu tiết kiệm pin. Bật chế độ này lên thì chiếc S5 của bạn sẽ trở thành một em đen trắng màn hình to chính hiệu. Lúc này thì sẽ chỉ sử dụng được những ứng dụng cực kỳ căn bản như nghe gọi, nhắn tin, lướt web dạng text, ghi chú hay máy tính mà thôi. Trông thì hơi buồn cười nhưng đây là một ứng dụng cực kỳ hữu ích dành cho những bạn khi đi xa mà chẳng may sao hết pin, lại không thể sạc cũng như đổi pin được. Để vào chế độ này, các bạn chỉ cần kích hoạt nó bằng cách cài đặt này, chọn thẻ General, chọn Power Saving và cuối cùng ấn vào Ultra Power Saving Mode và bật lên là xong. Để thoát ra cũng cực kỳ đơn giản, ấn vào tùy chọn Disable là xong. Chuyển đổi giữa hai chế độ này thì các bạn sẽ cần chờ một chút. Và cuối cùng mình muốn nói đến những chức năng nhỏ của máy. S5 thì có chức năng điều khiển từ xa này, như là dùng điều khiển TV, những thiết bị trong gia đình bạn này. Nó có cảm biến vân tay và đặc biệt có cả cảm biến đo nhịp tim. Đầu tiên thì mình sẽ nói về cảm biến vân tay trước. Cái này thì không lạ lẫm gì, từ Sky A880 thì đã sử dụng, iPhone 5S cũng sử dụng, chỉ khác nhau ở vị trí cũng như sự tiện dụng mà thôi. Mình thì không đánh giá cao cảm biến vân tay của S5, đặt ở phím Home, tuy nhiên lại cực kỳ khó sử dụng bằng một tay. Thao tác sử dụng vân tay của S5 là vuốt như những dòng Sky. Tuy nhiên, Sky đặt ở mặt sau lưng, chúng ta dùng ngón trỏ vuốt cực kỳ dễ dàng thì với S5. Khi cầm chắc chắn rồi, vị trí phím Home đặt bên dưới, cực kỳ khó để vuốt thẳng được. Thế nên mình toàn phải dùng hai tay để sử dụng chức năng vân tay, khá khó chịu. Sau một ngày sử dụng thì mình tắt luôn vân tay đi cho đỡ vướng víu. Chúng ta có một chế độ gọi là Private Mode để khóa đi những hình ảnh, clip, nhạc hay file dữ liệu gì đó. Nhưng thực chất Samsung chỉ di chuyển những file ấy đến một folder mới rồi khóa nó lại. Cá nhân mình thì cảm giác nó không được bảo mật cho lắm, nhưng dù sao có méo mó vẫn hơn không. Các thím có nhiều gấu thì giấu đỡ đi cũng được, đi chơi với em này thì giấu hình em khác nó đi. Đặc biệt là S5 đã tích hợp cảm biến theo dõi sức khỏe, mình có một ứng dụng nhỏ để đo nhịp tim ở đây. Ứng dụng này sẽ cực kỳ hữu ích cho những bác bị huyết áp cao cần quản lý nhịp tim cho tốt. Samsung rất thông minh khi đưa ra những chức năng như thế này lên điện thoại của họ, rất rất đáng khen.
Tổng quát lại, cá nhân mình không đánh giá cao thiết kế cũng như mặt thẩm mỹ của Galaxy S5, thế nhưng nó đã làm mình rất thoải mái trong quá trình sử dụng. Và mình tin rằng những ai đang sử dụng em S5 này cũng như những sản phẩm khác của Samsung đều có cảm nhận như mình. Chúng ta có một thiết bị với màn hình đẹp, chạy nhanh, pin đủ dùng và có thêm một chức năng tiết kiệm pin rất hữu ích khi các bạn đi xa. Hơn nữa, với những bác có cao tuổi muốn quản lý sức khỏe của mình hàng ngày cũng như điều khiển nhịp tim một cách tốt hơn thì em Galaxy S5 này sẽ là một lựa chọn không thể bỏ qua. Để biết thêm thông tin chi tiết về mức giá cũng như những chương trình khuyến mãi, mời các bạn truy cập vào website clickbuy.com.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau.